Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về bệnh hãn cư. Xin mời kỹ sư Vũ Thái sẽ trình bày cùng quý bà con về bệnh hãn cư cũng như là cách mà chúng ta có thể là phòng trị bệnh hãn cư ạ. Xin mời anh ạ. Dạ, cảm ơn anh Minh, cảm ơn bà con đã đặt ra cái câu hỏi. Thì nói về cái bệnh hãn cư, thì bệnh hãn cư thì do một cái loại nấm là cái nấm cholesterol chi chung là nó gây hại. Thì bệnh này thì nó gây hại trên nhiều bộ phận của cây trồng, bao gồm là như lá, đọt non, hay là hoa và cả quả non. Thì một số triệu chứng cơ bản thường thì ở trên lá, thì cái vết bệnh thì nó phát sinh từ ở ngoài cái mép lá hay là cái chóp lá đó. Thì bắt đầu là những cái đường viền là màu nâu đậm, rồi sau đó nó sẽ lan vào bên trong cái phiến lá. Thì vết bệnh điển hình thì nó sẽ là những bà con nhìn lên vết bệnh nó sẽ gần giống như những cái đường viền mà nó đồng tâm với nhau đó. Thì thường thường những cái vết bệnh này thì nó bắt đầu từ những cái tổn thương ở trên cái lá, như do côn trùng chích hút, hay là do tác động cơ học của gió, hay là tác động cơ học của quá trình mình canh tác trong vườn, làm cái lá là coi như là nó bị xây xát. Thì từ đây cái nấm nó sẽ tấn công vào. Thì đối với bệnh hãn cư thì khi mà tấn công ở trên lá, thì nếu như nặng thì nó làm những cái lá này là khô đi, rồi cháy dần rồi rụng. Còn trên hoa thì những cái chùm hoa mà nó nhiễm nấm thì nó cũng bắt đầu từ những cái vết thối màu nâu xám, rồi những cái vết thối này nó đen dần, và cuối cùng là coi như là nó phá hủy cái tế bào ở trên hoa, trên nhị đực, cái nhị trái hay là cánh hoa, nó phá hủy nhiều quá làm cái hoa này nó rụng đi, cuối cùng nó nặng nó rụng đi. Còn trên trái mình thì bà con để ý cái vết bệnh nó cũng rất là rõ. Thì đầu tiên nó cũng là một cái đốm mà là màu nâu đậm ở dưới cái chân gai, giữa những cái chân gai. Thì cái vết bệnh khi mà phát triển theo thời gian mà nó nặng dần thì nó chuyển qua màu đen, và nó phát triển một cái vòng cái vòng vàng và màu vàng ở ở xung quanh cái vết bệnh, và nó sẽ lan rộng từ từ ở trên cái diện tích, cái bề mặt của cái vỏ ngoài cái trái của mình. Thì đến một lúc là coi như là quả của mình là nó do tế bào bị phá hủy rồi, mà mất nước mất dinh dưỡng thì cái quả nó cũng rụng. Do một số cái triệu chứng của cái bệnh hãn cư ở trên lá, hoa và quả. Thì bệnh hãn cư là nó gây hại cũng khá là phổ biến trên cây sầu riêng, và nó cũng gây những cái thiệt hại là tương đối lớn. Thì để phòng trị cái bệnh hãn cư này thì bà con đầu tiên là mình nói về cái chuyện phòng. Thì cái bà con phải mình phải tiến hành tỉa cành tạo tán đó, rồi tỉa những cái chòm trái để cho nó thưa ra, nó không có cái duy trì cái ẩm độ hay là cái nước mưa hay cái nước sương ở đây, mà để cho cái nấm bệnh nó phát triển. Rồi quá trình là coi như là trồng mới chẳng hạn, thì cái vườn của bà con nên thiết kế là cái mật độ trồng cho nó phù hợp, hay là việc xen canh cây trồng phải cái đảm bảo cái mật độ cho nó thích hợp để cho vườn của mình nó thông thoáng. Thì cái vấn đề những cái biện pháp về cái biện pháp canh tác này á, thì thạc sĩ Ngô Hoàng Diệp đã hướng dẫn rất là kỹ ở những cái phần bên trước. Thì đối với cây sầu riêng thì mình không nên trồng quá dày. Cái thứ hai, để cho cái quá trình mà phòng bệnh được tốt á, thì cái cây trồng mình đầu tiên là cái cây trồng mình nó cũng phải để cho thiệt là khỏe. Thì bà con có thể là tăng cường bón những cái sản phẩm phân bón hữu cơ, kết hợp với những cái nấm đối kháng Tico Đạt Na chẳng hạn. Rồi một cái quan trọng nữa là trong quá trình canh tác, bà con phải thường xuyên kiểm tra vườn để kịp thời phát hiện cái bệnh và xử lý. Vì nấm bệnh hãn cư khi mà phát triển ở trên vườn thì nó tốc độ nó cũng thường khá là nhanh. Thì để trị cái bệnh hãn cư này, thì khi mà bệnh hãn cư mà chớm xuất hiện ở trên vườn, bà con có thể sử dụng cái thuốc Glyoxamine
với cái liều lượng là khoảng 500g, mình pha cho một khi khoảng 200 lít, thì hoặc như là hoặc giả bà con có thể là xài cái bát 386WG cũng với liều lượng khoảng 500g, pha cho một khi 200 lít, thì bà con phun đều lên trên những cái phần hoa lạ, lá hay là quả non mà đang bị bệnh, thì như vậy thì sẽ đảm bảo quản lý được bệnh. Nhưng có một cái lưu ý cho bà con khi mà sử dụng cái bát 386W, bà con không nên phun vào cái giai đoạn là sầu riêng mình đang có hoa và trái non đó. Thì ngoài ngoài việc sử dụng là cái biorosamin và cái bát 386WG, thì bà con có thể sử dụng một số cái gốc thuốc, ví dụ như cái gốc dificonazone hay là cái ergosterone, hoặc giả như cái robinet, để là quản lý cái bệnh thắng thư. Thì chúc bà con thành công. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn kỹ sư Thái ạ. Đối với bệnh thắng thư thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm biorosamin hoặc là sản phẩm bát 386WG của công ty Toba, thì mà có thể là quản lý cũng như là hạn chế được bệnh này. Để xem trọn bộ các chủ đề liên quan đến kỹ thuật nuôi trồng, quý bà con truy cập vào link ở dưới phần mô tả, truy cập vào website toba.vn để tham khảo những sản phẩm mới nhất. Mọi thắc mắc hay hỗ trợ mua hàng vui lòng gọi vào số hotline 0904 17 17 19 để được tư vấn hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại.